Một nhà hàng độc đáo và đầy sáng tạo ở Pháp đã tạo ra hệ thống đặt món sử dụng công nghệ 3D mapping. Ánh sáng sẽ chiếu xuống mặt bàn thành màn hình 1:1. Hình ảnh phản chiếu 3D của món ăn sẽ hiển thị độ chi tiết và kích thước một cách chân thực. Điều này giúp khách hàng không bị nhàm chán trong thời gian chờ đợi. Bên dưới còn có đầu bếp tí hon đang làm ra những món ăn được yêu cầu. Và dường như ai cũng bị thu hút bởi cách làm này. Sau khi màn trình diễn kết thúc, nhà bếp sẽ mang ra các món ăn thật như hình ảnh 3D đã được yêu cầu. Và đó là trải nghiệm ẩm thực độc đáo và đầy ấn tượng. Công nghệ này hiện nay đã nhanh chóng trở thành xu hướng. Tuy nhiên, với việc trải nghiệm ăn uống như thế này thì không hề rẻ.